Kính chào quý vị đang đến với bản tin An ninh Thế giới của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS tại Nigeria, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã đưa ra phát biểu nhấn mạnh ngoại giao là giải pháp tốt nhất nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở quốc gia láng giềng Niger. Tổng thống Nigeria đồng thời cho biết đây sẽ là quan điểm được duy trì trong thời gian tới, trong khi chờ đợi bất kỳ giải pháp nào từ hội nghị thượng đỉnh bất thường của ECOWAS được tổ chức vào ngày mai. Tuy nhiên, ông không đề cập đến việc liệu hành động can thiệp quân sự vào Niger có bị loại trừ hay không. ECOWAS đã đưa ra tối hậu thư cho chính quyền quân sự ở Niamey vào hôm 26 tháng 7, yêu cầu phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, nếu không sẽ đối mặt với các hành động quân sự. Tuy nhiên, chính quyền quân sự tại Niger đã phớt lờ cảnh báo. Quan hệ giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang căng thẳng khi Washington thông báo triển khai thêm 3.000 binh sĩ cùng với 2 tàu chiến tới khu vực Trung Đông. Đây được xem như phản ứng tăng cường từ phía Mỹ nhằm đáp trả hành vi của Iran bắt giữ các tàu buôn quốc tế hồi đầu năm, cũng như việc quốc gia Hồi giáo này mới đây tuyên bố trang bị thêm hàng loạt vũ khí mới cho lực lượng hải quân. Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ thông báo hơn 3.000 lính thủy đánh bộ và thủy thủ đã đến Biển Đỏ trên tàu tấn công đổ bộ USS Batan và tàu đổ bộ USS Carter Hall hôm 6 tháng 8. Đơn vị này sẽ bổ sung đáng kể khả năng và tính linh hoạt trong quá trình Mỹ hợp tác với các đối tác quốc tế để ngăn chặn hành động gây bất ổn và giảm căng thẳng tại khu vực do việc Iran bắt giữ các tàu buôn vào đầu năm nay. Động thái của Mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông Iran đưa tin để phản ứng trước những hành động can thiệp của Mỹ trên eo biển Hormuz. Hải quân Iran đã được trang bị loạt vũ khí mới, gồm máy bay không người lái trinh sát và tấn công, thiết bị tác chiến điện tử, bệ phóng tên lửa gắn trên xe tải, cùng hàng trăm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở khu vực chưa bao giờ nhằm mục đích duy trì an ninh. Thay vào đó, mục đích của họ luôn là làm trầm trọng thêm tình trạng mất an ninh và bất ổn. Do đó, quan điểm của Iran rất rõ ràng. Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của các nước vùng vịnh trong việc đảm bảo an ninh và thiết lập một mô hình an ninh tập thể mà không có sự hiện diện của quân đội nước ngoài. Mối quan hệ giữa Mỹ và Iran đặc biệt xấu đi kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018, đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo. Mỹ và các đồng minh thời gian qua cũng ra sức tìm cách lập lại các giới hạn về phát triển hạt nhân. Mặc dù khẳng định không tìm kiếm xung đột với Iran, song Mỹ kiên quyết sẽ bảo vệ đến cùng các lực lượng và lợi ích của nước này trong khu vực. Eo biển Hormuz, vịnh Oman, vịnh Ba Tư thời gian gần đây đã chứng kiến hàng loạt sự cố chạm trán giữa Mỹ và Iran, cũng như các động thái cứng rắn đáp trả của đôi bên đã phần nào cho thấy vẫn hiện hữu những thách thức và nguy cơ tiềm ẩn từ cuộc chiến ngầm giữa các bên xung đột lợi ích trên các vùng biển khu vực Trung Đông. Còn trong một động thái leo thang hơn nữa căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc đình chỉ một số điều khoản trong các hiệp ước thuế với Mỹ, một số nước Liên minh châu Âu EU cùng với quốc gia không thân thiện khác. Ý tưởng hủy bỏ các hiệp ước đánh thuế hai lần với những nước áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow do Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Nga đề xuất. Theo tài liệu được công bố trên Cổng thông tin pháp lý chính thức, quyết định này dựa trên nhu cầu thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm đáp trả những hành động không thân thiện của một số quốc gia. Hiệu lực sẽ kéo dài cho đến khi các quốc gia nước ngoài loại bỏ các hành vi vi phạm mà họ đã thực hiện đối với lợi ích kinh tế hợp pháp và các lợi ích khác của Nga cùng với quyền của công dân và các pháp nhân, hoặc cho đến khi các tài liệu liên quan không còn hiệu lực hợp lệ. Đồng thời, chính phủ Nga được hướng dẫn thực hiện các biện pháp để giảm tác động của việc đình chỉ hiệp định thuế đối với nền kinh tế. Bộ Ngoại giao Nga đã được hướng dẫn thông báo cho các quốc gia nước ngoài về quyết định này. Đáng chú ý, sắc lệnh trên đã đình chỉ các thỏa thuận giữa Nga và Mỹ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn thuế đối với thu nhập và vốn. Các hiệp ước chống đánh thuế hai lần là thỏa thuận chống lại nguy cơ cùng một khoản thu nhập bị đánh thuế hai lần ở cả hai quốc gia. Tại khu vực châu Âu, Ba Lan đã đồng ý gửi thêm 1.000 binh sĩ tới biên giới với Belarus sau khi có yêu cầu từ lực lượng bảo vệ biên giới. Ba Lan cho biết động thái này diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ vượt biên trái phép mà họ cáo buộc là được hỗ trợ bởi lực lượng biên phòng Belarus và sau khi các thành viên của nhóm bán quân sự Wagner xuất hiện gần biên giới. Hiện có khoảng 2.000 binh sĩ quân đội Ba Lan đang hoạt động ở biên giới với Belarus, hỗ trợ 5.000 lính biên phòng. Thứ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết áp lực di cư bất hợp pháp ở biên giới với Belarus ngày càng lớn và cáo buộc các cuộc vượt biên nếu không do lực lượng biên phòng Belarus tổ chức
thì sẽ không thể vượt qua. Di cư bất hợp pháp không chỉ là vấn đề đau đầu của Ba Lan hay là Belarus mà đã trở thành cuộc khủng hoảng mà châu Âu chưa tìm được lời giải cuối cùng. Có chăng là những thỏa thuận đơn lẻ giữa các quốc gia để hạn chế phần nào tình trạng này, trong đó phải kể đến thỏa thuận gần đây giữa Anh và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến dòng người di cư bất hợp pháp. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, chính phủ Anh nói rõ sẽ hỗ trợ trung tâm cảnh sát mới của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chiến dịch chung chống đường dây buôn người và buôn bán tàu thuyền chở người di cư bất hợp pháp. Trung tâm được xây dựng dựa trên hợp tác sẵn có trong lĩnh vực hành pháp giữa hai bên. Ngoài ra, chính phủ Anh cũng cho biết sẽ trao đổi và cập nhật nhanh hơn các dữ liệu hải quan theo bản ghi nhớ mới. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh cho biết sự hợp tác giữa hai nước sẽ cho phép các cơ quan thực thi pháp luật hai bên làm việc với nhau chặt chẽ hơn trong vấn đề quốc tế này, cũng như trong việc ngăn chặn các nhóm buôn người sử dụng thuyền nhỏ để chở người di cư bất hợp pháp. Dự kiến trong tuần này, Anh bắt đầu di chuyển một số người di cư tới các khu tạm trú lớn ở bờ biển phía nam nước này để giảm gánh nặng cho các khách sạn trước làn sóng người di cư ồ ạt đổ tới Anh, trong thời gian mà chủ yếu là trên những chiếc thuyền nhỏ rất nguy hiểm. Trong chiến dịch trấn áp quy mô lớn đang diễn ra ở Nigeria, lực lượng an ninh đã phát hiện 3 tàu trộm dầu thô từ một đường ống tại bang River và sau đó tiến hành không kích phá hủy. Một điểm tinh chế dầu bất hợp pháp khác cũng đã bị không kích vào cuối tuần qua. Các vụ không kích tàu chở dầu lậu diễn ra ít ngày sau khi quân đội Nigeria triệt phá 36 điểm lọc dầu bất hợp pháp và bắt giữ 22 kẻ tình nghi trộm dầu ở đồng bằng sông Niger. Theo báo cáo, thì chiến dịch trên đã thu hồi được hơn 310.000 lít dầu thô, hơn 14.600 lít xăng và 49.000 lít dầu hỏa, cùng với các loại vũ khí khác. Năm ngoái, thì loại dầu cao cấp Bonny Light của Nigeria được cho là bị đánh cắp gần như toàn bộ sản lượng. Các quan chức dầu mỏ của Nigeria ước tính nước này đang thất thoát từ 200.000 đến 400.000 thùng mỗi ngày vì nạn phá hoại và trộm cắp. Abuja hy vọng tăng sản lượng dầu lên 1,7 triệu thùng một ngày vào tháng 11 tới và giành được hạn ngạch cao hơn trong thỏa thuận với tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng. Nhật Bản và Hàn Quốc vừa tiến hành vòng đàm phán cấp vụ trưởng theo hình thức trực tuyến về xả thải hạt nhân. Hai nước đã đạt được đồng thuận đáng kể trong cuộc họp liên quan đến các yêu cầu từ phía Seoul đối với kế hoạch xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản. Theo đó, thì phía Hàn Quốc xác nhận đã đạt được đồng thuận về các chi tiết cụ thể liên quan đến các biện pháp hợp tác để thực hiện các nội dung đã được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước. Hàn Quốc và Nhật Bản vừa tiến hành vòng đàm phán cấp vụ trưởng theo hình thức trực tuyến vào ngày hôm qua về việc đưa chuyên gia Hàn Quốc vào giám sát hoạt động xả thải của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, quá trình xả thải nước bị nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu. Bão Hanun, cơn bão đã đổ bộ và gây chết người ở Okinawa vào ngày 3 tháng 8 đã quay trở lại tấn công Nhật Bản. Trong ngày 8 tháng 8, bão Hanun đã tiến tới vùng Tây Nam quốc gia này, gây mưa lớn khiến giao thông và các hoạt động sản xuất bị gián đoạn. Công ty Matsumoto sẽ tạm dừng sản xuất tại hai nhà máy trong nước vào ngày 9 tháng 8 và ngày 10 tháng 8. Các chuyến tàu cao tốc Shinkansen kết nối giữa các ga Hakata và Osaka dự kiến có thể bị đình chỉ dịch vụ từ tối ngày hôm nay đến sáng ngày mai. Cơ quan thời tiết Nhật Bản cho biết thêm, bão Hanun dự kiến sẽ di chuyển về phía Bắc, song song với bờ biển về phía Hàn Quốc. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, bão Hanun được dự báo sẽ mang theo gió mạnh và mưa lớn từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8. Giới chức Hàn Quốc đã chỉ thị cho chính quyền các địa phương chuẩn bị đóng cửa những khu vực ven biển, đường mòn đi bộ đường dài, công viên ven sông, đường hầm và những nơi khác dễ bị ngập lụt. Thưa quý vị, da cá, loại da tưởng chừng chỉ là đồ bỏ đi, dưới bàn tay của các nhà kinh doanh thân thiện với môi trường và nghệ nhân thủ công đã trở thành những sản phẩm da sang trọng và đắt tiền. Đó là câu chuyện của công ty Istios tại thành phố Lyon, miền trung của nước Pháp, với 3 năm nghiên cứu để biến loại rác thải hữu cơ này thành da thuộc, sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Đến nay thì công ty này đã góp phần giúp hơn 20 tấn da cá không bị thải ra môi trường. Và câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi. Ictios chủ yếu thu thập da cá từ các nhà hàng sushi địa phương với nguyên tắc duy nhất, đây phải là thực phẩm thừa còn lại mà không phải kiểu nuôi cá chuyên để lấy da. Trung bình mỗi tuần, nhà hàng sushi này thải ra khoảng 60 tấm da cá hồi và chúng thường bị bỏ trực tiếp vào thùng rác. Đáng buồn là chúng tôi không có giải pháp nào khác ngoài xử lý chúng như rác thông thường.
Tuy nhiên, giờ đây da cá sẽ được cấp đông và chờ Ichthyos tới lấy hàng tuần. Tại xưởng sản xuất của Ichthyos, công đoạn đầu tiên là làm sạch da cá để loại bỏ vụn thịt còn sót lại. Phần vụn cá này sẽ được đưa đến một công ty khác để tái chế thành phân bón, trong khi các mảng da được phân loại theo kích cỡ rồi tái cấp đông. Các khối da sau đó được thả vào một lồng quay để loại bỏ vầy và lớp mỡ dưới da, vốn là nguyên nhân chính gây mùi tanh ở cá. Thay vì sử dụng chrome như công nghệ thuộc da truyền thống, Ichthyos thêm vào các loại hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên và tannin thực vật để gia tăng độ bền của thành phẩm. Đặc biệt hơn, dung dịch này có thể sử dụng lại nhiều lần, hoàn toàn không thải chất độc hại ra môi trường. Tiếp theo, các mảng da sẽ được làm phẳng, thêm màu nhuộm và kéo giãn hết mức để có kích thước lớn nhất có thể. Chúng tôi kéo giãn chúng hết mức để có được diện tích sử dụng da lớn nhất có thể. Công đoạn hoàn thiện cuối cùng là thêm một vài lớp màu và lớp phủ bóng nhằm bảo vệ và giữ độ bền màu cho da. Theo nhà sáng lập Ichthyos, da cá nổi tiếng bởi sự mềm mại và tinh tế. Chúng dày chưa đến nửa mm, nhưng có độ bền gần tương đương với da bò và những lớp vân vẩy độc đáo. Da cá có thể được sử dụng cho gần như mọi sản phẩm, từ ví, túi sách, giày dép, cho đến quần áo và trang sức thiết kế của nhiều thương hiệu cao cấp. Hiện giá thành của các sản phẩm từ da cá vẫn đắt hơn một chút so với các loại da thuộc thông thường. Tuy nhiên, chúng vẫn rẻ hơn so với da rắn hay da cá sấu. Chúng tôi có màu đen bóng, là màu cổ điển nhưng rất được ưa chuộng. Khách hàng cũng có thể chọn thiết kế riêng, ví dụ như miếng da này được phủ hoàn toàn bằng vàng thật 22 carat. Đối với các sản phẩm lỗi, nghĩa là lớp da cá ban đầu đã không đều, công ty sẽ có chính sách giảm giá riêng. Ngoài da cá hồi từ các nhà hàng sushi, Ichthyos cũng thu thập da từ các hộ nuôi cá tầm lấy trứng vùng Aquitaine và những người nuôi cá chép ở phía Bắc Lyon. Công ty cũng đang nghiên cứu để sử dụng cá da trơn. Chúng tôi đặt mục tiêu mỗi năm sẽ cho ra sản phẩm với một loại da cá mới. Chúng tôi cũng nỗ lực để nghiên cứu những ý tưởng và cách làm mới sáng tạo hơn với đa dạng các loại da. Phải nói rằng, rác thải nếu được xử lý đúng cách sẽ là một nguồn cung ứng nguyên liệu thô hợp lý. Những nhà sáng lập Ichthyos kỳ vọng có thể mở rộng mô hình hoạt động và tái chế được nhiều da cá hơn nữa trong thời gian tới. Họ cũng mong muốn có thể truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác, thử nghiệm và phát triển các phương pháp tái chế bền vững.